Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video trên kênh Cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Và trở lại với video ngày hôm nay thì Cửa hàng Kiên gửi đến các bác là 9 cái mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ Nga, Nhật và Thụy Sĩ. Các bác cùng theo dõi video nhé. Và trong quá trình theo dõi video thì các bác yêu thích mẫu đồng hồ nào thì hãy chốt đơn cho em qua số điện thoại Zalo 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Và đừng quên ấn đăng ký kênh, kích vào biểu tượng và chuông ở góc bên phải màn hình để cập nhật những cái mẫu đồng hồ mới nhất đang có tại Cửa hàng Kiên nhé. Rồi, và đi vào mẫu đồng hồ đầu tiên, giới thiệu với các bác một em đồng hồ heo bằng ớt. Đó, em này thì được bọc vàng toàn thân luôn. Nó bọc vàng toàn thân rất là sáng và đẹp với mẫu đồng hồ này. Mã sản phẩm của em này là D74 các bác nhé. Mã D74. Phần mặt còn cực kỳ là đẹp luôn, không có một vết xước nào luôn các bác ạ. Đó, cọc số chạy tia đan xen với lại số học trò, bộ kim lá lúa. Các bác có thể nhìn vào đây có thể thấy được là cái phần tiền mã vàng của em này này. Mặt cực kỳ là đẹp luôn các bác ạ, mặt sáng soi gương nhé. Bọc vàng toàn thân. Size này là 34. Size 34 không tính lốm này. Em đeo lên tay cho các bác xem. Đó, rất là đẹp luôn với mẫu đồng hồ heo bằng ớt này. Máy mạ vàng, mặt sáng và đẹp, không có tí vết. Độ mới của em này còn rất là cao luôn các bác ạ. Lốm trong tình trạng hoạt động tốt này. Rồi, và đi vào phần máy bên trong của em đồng hồ heo bằng ớt này. Đó, đây là phần mặt đắp đáy này, có khắc chữ tên thương hiệu heo bằng ớt Pháp. Mạ vàng 10K Gold Fill các bác nhé. Đó, một em đồng hồ được mạ vàng 10K Gold Fill. Mạ vàng toàn thân luôn. Và đây là bộ máy trong của em đồng hồ này. Bộ máy cơ linh dây có khắc tên thương hiệu heo bằng ớt sản xuất tại Pháp này. Bộ máy còn rất là sáng và đẹp luôn các bác nhé. Máy của em này đã được lau dầu và tình trạng máy thì hoạt động ổn định rồi. Rồi, một em heo bằng ớt đến từ Pháp. Thân vỏ bọc vàng 10K Gold Fill. Còn rất là sáng và đẹp nhé. Bộ máy cơ linh dây này. Tình trạng máy hoạt động ổn định rồi. Đó, chốt đơn cho em với mẫu đồng hồ heo bằng ớt này. Mã D74 nhé, giá 2.450.000 thôi. Mã sản phẩm D74 này, giá chỉ có 2.450.000. Mẫu đồng hồ tiếp theo, một em đồng hồ Enika Ultrasonic. Đó, đây là một mẫu đồng hồ cổ xưa của đồng hồ Enika. Cọc số, mũi tên, kim lá lúa, vỏ viên được mạ vàng này. Với cái form dáng của em Enika này rất là mỏng gọn luôn. Mặt đáy Enika, các tên thương hiệu và biểu tượng của hãng đồng hồ Enika. Máy anti-magnetic, máy cơ linh dây. Phần mặt thì có một vài cái dấu vết của thời gian rồi. Đúng chuẩn đồng hồ cổ luôn các bác nhé. Bác nào mà chưa có em Enika này trong bộ sưu tập đồng hồ cổ của mình thì các bác hãy liên hệ ngay về số điện thoại của Cửa hàng Kiên nhé, để sở hữu cái em đồng hồ này. Đó, một trong những cái mẫu đồng hồ rất đáng để các bác sưu tầm luôn. Enika Ultrasonic. Size mặt của em này là size 34 này. Size mặt 34. Đó, em đeo lên tay cho các bác xem.
rất là đẹp luôn với cái bộ đồng hồ này nhé. Bác nào mà yêu thích đồng hồ cổ thì các bác có thể chốt đơn cho em cái mẫu đồng hồ này. Và đây là một em đồng hồ có đường chân kính là 21 Zewell nha. Máy 21 Zewell các bác nhé. Và máy của em này là chạy máy cơ lên dây, máy cơ cót. Tình trạng máy thì cũng đã hoạt động ổn định rồi. Đó. Thân vỏ bọc vàng, đáy inox, có khắc tên thương hiệu MBK này. Máy Thụy Sĩ chính hãng nguyên bản 100% luôn. Rồi, bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì chốt đơn cho em mã E14 này. Giá 2.750.000 các bác nhé. Mã sản phẩm E14 giá 2.750.000. Em qua mẫu đồng hồ tiếp theo, một chiếc Bulova của Thụy Sĩ. Nó Bulova là một trong những cái thương hiệu rất là lớn của Thụy Sĩ này. Và em này em mới có cái phần là mặt, đó là mặt tỏa tia với phần kim được bọc dạ quang này, kim dạ quang nhé, vỏ viền được mạ vàng. Mà đáy inox có khắc tên thương hiệu Bulova ở trên cái phần mặt đắp đáy của em này. Đó. Mà rất là đẹp luôn các bác nhé, mặt cực kỳ là sáng này. Size 32. Size 32 không tính núm này, em đeo lên tay cho bác xem. Đó, một em đồng hồ Bulova đến từ Thụy Sĩ với phần mặt và phần vỏ viền còn cực kỳ là sáng và đẹp nhé. Bốn chân càng lớn ôm sát vào cái phần viền đồng hồ, tạo cho nó cái form dáng rất là độc đáo. Đúng, đang trong tình trạng hoạt động tốt. Bây giờ em sẽ đi vào cái phần máy bên trong của em đồng hồ này cho các bác xem nhé. Rồi, và giới thiệu với các bác, đây là bộ máy trong của em đồng hồ Bulova này. Đó, máy Bulova Thụy Sĩ. Nguyên bản chính hãng. Đường chân kính 17 Zewell. Đó, bộ máy cơ lên dây này còn cực kỳ là sáng và đẹp nhé. Không có một vết xước nào luôn trên cái phần máy này. Đó, và các bác có thể thấy là cái phần bánh xe, bánh răng cưa và phần dây tóc của em này được mạ vàng này. Máy rất là sáng và đẹp luôn nhé. Bộ máy trong tình trạng hoạt động ổn định. Rồi, và em đồng hồ Bulova này có mã sản phẩm là D6 này. Giá chỉ có 1.950.000 thôi. Mã sản phẩm D6 giá 1.950.000 các bác nhé. Chốt đơn cho em với em đồng hồ Bulova này. Mã sản phẩm D6. Rồi, em qua mẫu đồng hồ tiếp theo, một chiếc Longines. Longines của Thụy Sĩ, mặt trải tia dọc. Cọc số tỏa tia với điểm nhấn và bốn góc 3, 6, 9 và 12 này. Và em Longines này em mới có 2 kim thôi các bác nhé. Máy 2 kim, form dáng hình chữ nhật rất là độc đáo. Vỏ viền được mạ vàng này. Không có một tí tì vết nào trên phần vỏ viền của em này. Một em Longines còn rất là đẹp luôn. Đây là phần mặt đáy của chiếc này. Đó, các bác thấy đây là một chiếc đồng hồ được có cái phần mặt đáy này là đáy thép không gỉ nhá. Đáy thép không gỉ. Test thử cho bác xem phần núm của em này. Núm trong tình trạng hoạt động tốt. Size ngang của chiếc Longines này là 28 này. Và size dọc của em đấy là size 32. Size 32 không tính núm các bác nhá. Em đeo lên tay cho bác xem này. Đó, rất là chất luôn với cái mẫu đồng hồ Longines này. Đeo lên tay trông nó rất là sang. Với phần mặt và phần thân vỏ được mạ vàng này. Đó, tạo cho chiếc đồng hồ có cái form dáng rất là sang trọng và lịch sự khi đeo lên tay các bác nhé.
Ở mặt có viết chữ Squid này, mặt thụy sĩ. Và em Long Jin này em sở hữu bộ máy curling dây. Đó, tình trạng máy thì đã hoạt động ổn định rồi. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này chốt đơn cho em. Mã sản phẩm E27 giá 2.480.000 các bác nhé. Mã sản phẩm E27 này giá 2.480.000. Rồi em qua mẫu tiếp theo, một chiếc Elgin được sản xuất tại Nhật. Đây là một mẫu Elgin sản xuất tại Nhật nha các bác. Mà rất là đẹp luôn, cho các bác nào yêu thích cái mẫu đồng hồ quartz, máy chạy pin. Đó, đeo rất là tiện, tại vì là cái dòng đồng hồ quartz thì thường là chạy rất là chuẩn giờ này. Và cái em Elgin này thì nó có cái phần thiết kế mặt cũng rất là đẹp luôn. Mặt có phần viền băng, cọc số chảy tia và cuối phần nó các cọc số đều được đính dạ quang này. Đó, 3 kim với 2 ô cửa lịch, 1 ô nằm góc 3 giờ và 1 ô lịch thượng nằm ở góc 12 giờ. Logo biểu tượng của hãng đồng hồ Elgin này. Viền băng luôn luôn tạo cho chiếc đồng hồ nó có cái điểm nhấn rất là mềm mại. Và phần mặt kính em này thì nó có thêm cái phần kính lồi, các bác có thể nhìn rõ hơn cái phần lịch ở bên trong nhé. Vỏ viền được mạ vàng với phần mặt đáy là đáy inox này, có khắc tên thương hiệu Elgin. Núm hoạt động tốt. Và em này em mới có nước chỉnh lịch nhanh các bác nhé. Có nước chỉnh lịch nhanh để cho các bác rất là tiện trong quá trình sử dụng luôn. Đó, đeo lên tay cho bác xem này. Đeo ghi Nhật Bản, máy chạy quát, rất là đẹp khi đeo lên tay. Size của em Elgin này là 35. Size 35 này. Form dáng thiết kế rất là đẹp và cổ điển. Rồi chốt đơn cho em với mẫu đồng hồ Elgin này. Mã C3 giá cực tốt cho các bác nhé. Chỉ có 1.080.000 thôi. Mã sản phẩm C3 giá 1.080.000. Rồi tiếp đến một em Seconda của Nga này. Đó, Seconda với phần mặt mắt mèo rất là đẹp luôn. Không một vết xước nào trên phần mặt. Cọc số và kim màu đen nổi bật trên cái phần mặt nền màu trắng này. Vỏ viền của em này được mạ vàng nhé. Vỏ viền mạ vàng, mặt đáy của em này là đáy inox. Seconda rất là đẹp với phần mặt kính sáng bóng. Size 34. Size 34 không tính núm này. Em test thử luôn cái phần núm cho bác xem. Núm hoạt động tốt. Đeo thử lên tay cho các bác xem nhé. Đó, một mẫu đồng hồ Seconda cực kỳ là cổ điển. Cho các bác nào yêu thích các mẫu đồng hồ Liên Xô. Đó, em này đúng là một ứng cử viên rất là sáng giá cho cái bộ sưu tập đồng hồ của các bác này, Seconda. Và em này em mới sở hữu cái bộ máy cơ lên dây, máy với 17 chân kính. Đó, tình trạng máy thì đã hoạt động ổn định rồi. Mã của em đồng hồ này là mã D63 các bác nhé. Mã sản phẩm D63. Và mức giá của em này thì rất là tốt thôi. Chỉ có 1.480.000 thôi. Mã sản phẩm D63 nhé. Giá 1.480.000 của các bác nào yêu thích mẫu đồng hồ Seconda này. Tiếp đến là một em đồng hồ Roda. Phong dáng rất là cổ điển với phần mặt mai rùa. Cực kỳ là độc đáo. Cọc số răng lanh với 2 điểm nhấn vào góc 6 và 12 giờ. 3 kim. Vỏ viền mạ vàng. Đó, em này thì chuẩn đồng hồ cổ luôn các bác ạ. Nếu mà các bác nào mà chưa biết đến cái hãng đồng hồ Roda này thì các bác có thể
search ở trên Google hoặc là eBay nhé, nó sẽ ra rất là nhiều những cái mẫu đồng hồ này. Vì đây là một trong những cái thương hiệu đồng hồ rất là cổ xưa. Bây giờ thì cái hãng đồng hồ này đã dừng sản xuất, chỉ còn lại những chiếc đồng hồ đã được sản xuất trước đó thôi. Cho nên là em này thì rất là cổ luôn. Đó, bác nào nhanh tay thì chốt đơn cho em nhé. Radaroda với bộ máy cơ tự động automatic, mặt đáy inox. Size của em này là size 34,5 này, là size 36 rồi. Đó, test thử luôn cái phần núm cho bác xem. Núm hoạt động cực kỳ là tốt. Bây giờ em sẽ đi vào phần máy bên trong cho bác xem nhé. Rồi, và đây là bộ máy trong của em đồng hồ Roda này. Đó, các bác có thể thấy là bộ máy cơ tự động nguyên bản chính hãng Roda của Đức. Đồng hồ của Đức thì các bác biết rồi, những cái đồ của Đức rất là bền luôn. Đó, bộ máy cơ tự động này các bác có thể nhìn thấy này. Và em này em mới sử dụng cái bộ vàng tóc gai các bác nhé. Đó, máy vành tóc gai rất là đẹp luôn. Máy, tình trạng máy thì hoạt động ổn định này và đã được lau dầu rồi. Rất là đặc biệt với mẫu đồng hồ Roda của Đức này. Đó, máy cơ tự động, và em này em mới có hỗ trợ thêm cả cơ lên dây nữa các bác nhé. Máy 17 chân kính. Và mã sản phẩm của em này, mã D65, giá chỉ có 1.980.000 thôi. Mã sản phẩm D65 này giá 1.980.000. Rồi, trên tay em đây đang là một chiếc Octo của Nhật Bản. Đó, một chiếc máy đồng hồ Octo với mặt số chạy tia 3 kim 1 lịch nằm góc 3 giờ này. Viền băm rất là độc đáo. Thân vỏ được bọc inox, dây khóa nguyên bản của Octo này. Đó, một em đồng hồ của Nhật Bản cho các bác nào yêu thích sưu tầm đồng hồ Nhật Bản nhé. Size 33, không tính núm này. Em test thử luôn cái phần núm cho bác xem. Đó, có nước chảy lịch nhanh. Các bác ơi, cái phần lịch của em này chảy rất là mượt luôn. Đó, cực kỳ là mượt luôn. Núm đang trong tình trạng hoạt động tốt. Đeo thử lên tay cho bác xem này. Đó, rất là độc đáo luôn với mẫu đồng hồ Octo này. Và đây là một em đồng hồ chạy máy cơ pin các bác nhé. Máy quát cơ pin size 33 này. Size 33 rất là thời trang và đẹp luôn. Rồi, bác này yêu thích mẫu đồng hồ này thì chốt đơn cho em nhé. Giá rất là tốt cho các bác sưu tầm thôi. Mã sản phẩm A26 giá 700.000. Mã A26 này giá 700.000 các bác nhé. Rồi, cuối cùng một em đồng hồ Seiko của Nhật Bản với thiết kế vô cùng là tinh tế và sang trọng. Mặt bao công với cọc số là các thiết kế chấm bi này, 3 kim. Logo biểu tượng của hãng đồng hồ Seiko, và đây cũng là một nhánh của đồng hồ Citizen, một cái thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng của Nhật Bản các bác nhé. Đó, phần viền bên ngoài này thì có khắc thêm các cọc số La Mã để các bác có thể tiện theo dõi giờ hơn. Dây khóa nguyên bản của đồng hồ Seiko. Mặt đáy có khắc biểu tượng thương hiệu đồng hồ. Đó, các bác nhìn này, tổng thể em này rất là sang trọng luôn. Đeo lên tay cho bác xem. Mặt kính sáng bóng với phần thiết kế cũng rất là tinh tế. Size của em này là 33 các bác nhé. Size 33 không tính núm này. Đó, máy chạy cơ pin thì chạy tờ rất là chính xác luôn. Đáp thử cái phần núm cho bác xem này. Núm của em này thì trong tình trạng hoạt động tốt.
Rồi một mẫu đồng hồ rất là đẹp như thế này. Và mã sản phẩm của em này là mã D76 này. Mã sản phẩm D76 với mức giá chỉ có 1.050.000 là các bác đã có thể sở hữu được cái em đồng hồ đến từ Nhật Bản này. Đó, một em sale store, form dáng cực kỳ là sang trọng và đỉnh cao nhé. Mã D76 giá 1.050.000 thôi. Đó, và mẫu đồng hồ vừa rồi cũng đã kết thúc cái video của em hôm nay ở đây rồi. Các bác hãy chốt đơn cho em qua số điện thoại Zalo 0936050424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Và đừng quên ấn đăng ký kênh này, click vào biểu tượng quả chuông ở góc bên phải màn hình để nhận được thông báo mỗi khi cửa hàng Kiên có video mới ra nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo.